Lập Sutaki Roblox.com, shop bán app Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thánh Hiệp Sĩ. Ở tập trước thì mình đã chế tạo được một cái lưỡi hái Darkin. Và với cái lưỡi hái này á thì mình có một skill khá là bá đạo. Một tí nữa khi mà đi khám phá mình sẽ cố gắng tận dụng kỹ năng của nó ha. Còn hôm nay thì mình sẽ có một cái chuyến đi mine đó. Bởi vì trong cái rương khoáng sản của mình đang thiếu rất là nhiều những cái ver glass nè. Hôm nay thì chắc mình sẽ cần đâu đó khoảng 30 cái đó. Hoặc là nhiều hơn thì càng tốt ha. Thế nên là tranh thủ lúc trời sáng mình sẽ đi luôn thôi. Nhưng mà có một cái điều mình không biết tại sao luôn nha trời. Hình như là hôm qua các bạn, cái tên ác quỷ kia bắn một phát xuyên qua cái lỗ đó, rồi rớt qua bên cái chỗ của mấy cái em rồng các thứ rồi hay sao á. Cháy rụi luôn cái nóc nhà rồi, trời đất ơi. Thiệt cái tên có cái nhà để ở cho mấy em nữa mà cũng bị cháy nữa. Tu cà na ghê. Hình như là nghiệp quật do hôm qua mình đã hiến tế quá nhiều dân làng hay sao các bạn à. Đúng là lực hoa quả không chừa một ai mà. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái hang và tiếp tục đi tìm ver glass thôi. Ôi, cái hang gì mà đổ lẹ đổ lẹt vậy? Mèn đát ơn. Nhưng mà nãy giờ đi thì cũng hơi nhiều đó. Nhưng mà mình chưa có gặp bất kỳ một cái quặng ver glass nào hết các bạn à. Có vẻ là hôm nay mình không được may mắn cho lắm rồi. Ê, cẩn thận, hình như đây có cái rương bẫy. Ủa? Ê, hello, Goblin nè. Yêu, không có gì để mua ủng hộ Goblin rồi. Tôi nghèo lắm. Trong đây có sách bảo vệ luôn, ui ngon. Có cái đe nữa nè. Lụm luôn. Ý, kia có phải là ver glass không ta? Ê, hình như là nó hay sao á. Để xem nào. Ô, chuẩn. Được. Yêu. Có một à. Ê, nhưng mà được cái là kế bên có kim cương luôn nha. Tuy 2 mà 1. Ủa lộn, tuy 1 mà 2. Ừ? Đằng kia cũng có con ma nó bay lơ lửng nữa kìa. Ây vui. Chưa, để mình đào kim cương xong rồi qua đó quất con ma đó sao các bạn. Không quên là để ý xung quanh nha. Tại vì mục đích chính của mình trong chuyến đi này vẫn là đi tìm những cái quặng ver glass. Ý, con ma đâu rồi? Ok. Trời ơi, con ma nó sợ nó chuồn. Ý, thêm một cái công trình gì nữa vậy? What the hell? Ở dưới hang sao lại có... À, đây là chỗ có mấy con xương hay sao á. Mình thấy có xương nè. Ôi trời. Lọt xuống ngay cái rương luôn. Quất lẹ. Và với cái lưỡi hái này á, gần như là mấy cái con quái nhỏ nhỏ hiện tại là mình có thể one shot được hết. Cho dù nó mặc giáp thì vẫn sẽ bị mình hạ gục trong một nhát ha. Công nhận... Luyện vũ khí xịn, đã thiệt các bạn ơi. Rồi, đập lẹ những cái spawner nè. Để em thôi, nó đẻ tùm lum. Mất công dọn dẹp nữa. Ok. Giờ thì thử xem coi rương ở đây cho mình cái gì. Có mình kim cương. Cũng được ấy chứ. Ngoài kim cương ra thì còn thứ gì khác không? Còn có vàng nữa nè. Và khu vực này có vẻ là nó cũng có khá là nhiều tầng đó nha. Mình sẽ khám phá từ từ đi xuống dưới sau. Đây một cái rương. Ui, đồ kim cương luôn nha. Tiếp tục nè. Mới vô mà gặp được công trình này là giàu to rồi. Không biết là chỗ này bự như vậy thì... Trời, nó còn giấu khối kim cương nữa. What the hell. Bay. Ôi trời, nó giấu bơm ở phía dưới. Mèn đét ơi. Đúng là nó không cho mình không bất kỳ một cái gì mà. Có một khối kim cương thôi mà mém nữa là nổ cho sưng mông rồi. Ở đây là... có ver glass luôn. Đã nha. Còn có spawner của zombie nữa nè. Đập luôn. Chỗ này thì chắc sơ qua cũng chỉ có vậy thôi. Không có boss các thứ đâu ha. Cho nên là tiếp tục đi tìm những cái quặng ver glass thôi. Bữa nay cần nhiều lắm á, nên là mình không tranh thủ đi là không có kịp đâu. Ý, trên kia là một cái ver glass nữa kìa. Nhưng mà nãy giờ có điều... Mình thấy á, ver glass cho một lần có một quặng hà trời à. Không khi nào mà thấy cho hai quặng cùng một lúc á. Hôm nay là nhân phẩm là hơi bị kém đấy nhá. Nhưng mà được cái đi không quá xa thì mình lại tiếp tục tìm được ver glass rồi.
nên coi như cũng an ủi được một phần đi. Ú, lần này thì được hai quản. Tại mình có dòng gia tài á. Ý, còn có thêm cái quặng Unobtanium. Wow, cái quặng đen thui thui lùi nè. Nữa hả? Lại một cái spawner khác. Nãy giờ ế vậy trời. Nãy khen chi bây giờ không gặp bất kỳ một cái quặng Verglass nào nữa rồi. Wow, trước mặt lại là một cái ngôi đền gì kìa. Trời, bữa nay mình đi gặp hơi bị nhiều những cái công trình dưới lòng đất đó nha. Tranh thủ bay lên khám phá luôn. Đây là chỗ của những con xương. Ây da, đây là chỗ con xương à. Ý, nhưng mà cái này có vẻ là giàu có các bạn ơi. Mình thấy nó có quá trời rương luôn. Nè, có táo vàng đồ các thứ nè. Con kia đứng đứng cái gì. Ăn lưỡi kiếm đi. Úi, không hạ được. Ây da, con đốt đâu vậy? Có sách phép các thứ được cho mình. Lấy kiếm này quất nó luôn. Tiếp tục là sách phép nè. Hình như thì trong đây đa số là cho mình sách phép thôi á. Ra là vậy. Rương nào cũng có sách phép cho mình luôn. Phải chi có một cái rương nó cho thiệt là nhiều Verglass thì hay. Ê, bắn bắn cái gì? Bắn hoài đi. Táo vàng enchant. Uầy, mình đang thu gom táo vàng enchant đó. Tại vì trận chiến cuối cùng mình nghĩ nó sẽ rất là giúp ích cho mình ấy. Trời ơi, coi kìa. Mới loot có mấy cái rương thôi mà cái kho đồ của mình toàn là sách enchant thôi các bạn. Mình sắp trở thành một sách luôn rồi. Giờ mới để ý ha, cái lửa linh hồn ở đây nó màu tím. Wow, nhìn ghê thiệt. Lại thêm táo vàng enchant nữa nè. Được nha, được nha. Vô tí xíu thôi mà được hai trái táo vàng enchant là thấy hơi bị ngon rồi. Đã vậy kế bên nó còn có cái quặng Verglass mà mình đang tìm nữa. Nhân phẩm của mình có vẻ là đang dần trở lại nha. Kim cương nữa nè. Trời, Verglass nó nằm ở chỗ khó vậy. Mình mà không nhìn kỹ là chắc là bỏ qua rồi. Ý, ở đây nó còn cạnh một cái khu mỏ bổ hoang nữa nè. What? Để mình ghé qua coi thử coi. Chính xác rồi. Lỡ ngỡ mình đi một hồi. Đó. Lại gặp Verglass nữa. Quá đã luôn. Ôi, mình đã đủ chi tiêu rồi nè. 32 Verglass. Aha. Việc của mình bây giờ chỉ là khám phá khu mỏ xong rồi đi về thôi các bạn. Ôi trời ơi, ăn chậm. Chậm cướp. Mình sẽ ngồi lên đầu ha. Sau đó thì bụm một phát thôi. Là Enderman ngậm củ tỏi luôn. Ê, nhưng mà sao khu mỏ này nhìn quen quen ta. Sao giống như mình. Ê, vậy là mình chưa. Cái rương còn mới tanh cả. Ok. Vậy thì mình còn cơ hội để đi khám phá và kiếm thêm những xe mỏ chứa rương ha. Nhưng mà hơi su cà na ăn chỗ là đi mãi mà không có thấy xe mỏ chứa rương nào hết. Thế nên là mình quyết định trở về nhà luôn các bạn. Và sau khi mình có 32 cái Verglass thì mình sẽ dùng nó để mình đi shopping. Ủa? Nó tự hoàn thành luôn rồi. Kế đến thì mình sẽ cần có 3 cái Arcane Stone. Và những cái Arcane Stone này thì mình... Ủa sao mình có một á ta? Ủa kỳ vậy? Theo như mình nhớ là cái Arcane Stone này á là phải đánh một con boss thì nó mới rơi ra hay sao á. Mà mình không nhớ rõ là con boss nào mới khổ nè. Thôi thì chúng ta sẽ đánh tới khi nào mà có được cái Arcane Stone thì thôi ha. Trước mắt là cái con boss đã từng bán ảnh cho mình rất là nhiều. Ok. Chưa. Đừng có ẩu. Mặc giáp vô full nè. Đồ búp máu. Búp thêm kháng cự. Hồi máu lại các thứ. Triệu hồi đệ luôn. Ý. Ôi. Lưỡi hái của mình không còn đệ. Quên nó. Thôi. Tự thân vận động đi. Rồi. Đây là chiến binh siêu mạnh. Ok. Mình sẽ đánh chiến binh này trước. Ok. Ui trời ơi, các bạn của mình đánh cái con boss nè. Ê, nhảy lên đầu đó. Nó đánh mình à, đâu dễ. Trời ơi, mình nhảy lên đầu. Mình nhảy lên đầu nó xong giờ nó gõ vô đầu mình rồi. Cay thế nhờ. Trời ơi, mình mà không nhảy lên đầu nó là nó sẽ gõ vô đầu mình. Ui, nó đẩy mình ra. Mình sẽ chấp nó hồi máu luôn. Ê, coi chừng. À không được, không chấp các bạn à. Chơi mà chơi chấp. Chiến binh là... Ê, né. Rồi, chơi mà chơi chấp đúng không? Khô máu. Nhảy đầu nó tiếp. Nó gõ kìa. Sao mà gõ chúng mình được. Úi giời, siêu thốn luôn. Lưỡi hái siêu cấp có khác mà. Ê, né. Đó, né được cái đoạn đó là sẽ sống nha các bạn. Còn không né được thì
giống như nãy đó. Một cái nữa thôi. Ui ui, nó quật. Rồi, lấy cái lưỡi hái này ra để cày linh hồn. Chuẩn bị. Yeah. Ui giời. Giờ là mình đã khác xưa rồi nha. Và mình sẽ có được một cái Arcane Stone nè. Vậy là chính xác rồi. Mình đánh cái con boss chiến binh đó là mình sẽ thu gom được những cái Arcane Stone ha. Và mình sẽ cần có 3 cái Arcane Stone. Thế nên là mình phải triệu hồi nó thêm một lần nữa rồi. Và coi coi hồi nãy đánh boss mình sẽ được bao nhiêu linh hồn. Wow, 50 linh hồn. Quá là hời luôn. Màn 2 cánh 1 chuẩn bị bắt đầu thôi. Vẫn như hồi nãy, mặc full giáp vô, búp đủ thứ lên. Rồi ok, triệu hồi nó tiếp nào. Có kinh nghiệm rồi, thế nên là chiến đấu cũng dễ hơn một xíu ha. Ê, mới vô là nó sẽ gõ mình trước một cái gì để mình không chạy được á. Nhưng mà mình đâu có chạy, mình chỉ khô máu thôi. Ý, nhảy đầu liền. Nó giơ cây rìu là nhảy lên đầu nó liền ha. Wow. Ui mình né được. May quá. Kìa kìa, nó tức nó vỗ ngực kìa. Úi xa. Ui nó gõ, chuẩn bị gõ các bạn ơi. Ui nó hất mình. Láo thế nhờ. Ây. Ui nó quật. Ừ né được, không sao hết. Tập trung. Bất cẩn là đi. Rồi lấy lưng hái này ra. Cày lên không. Ây da. Rồi hất mình. Yeah. Mình lại hạ nó thêm một lần nữa rồi. Và chắc chắn chúng ta sẽ có thêm được một cái Arcane Stone nữa. Bây giờ điểm kỹ năng của mình cũng đã có thêm 4 điểm. Mình sẽ cộng vô phòng thủ tiếp ha. Đó, cho mắt luôn. Cộng thêm vô khả năng chạy nhảy của mình nè. Rồi. Và xem coi sao tất cả chúng ta sẽ nhận được gì nào. Đây. Cộng mắt điểm phòng thủ sẽ được. À được thêm 2 điểm. Rồi bên này. Ôi cái này cho mình 5 voi netherite. Đã vậy. Ngon nha. Linh hồn trong cái lưỡi hái này cũng đã đạt cột mốc 100 rồi. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ thẳng tiến bay về nhà để chuẩn bị cho công việc shopping mua vũ khí của mình hôm nay thôi. Đáp xuống một cái, chạy thẳng vô cái kho và lấy thêm một ít khối sắt nè. Việc còn lại là submit hết những cái mà công thức nó yêu cầu thôi. Arcane Stone hả, submit luôn. 15 cấp. Rồi, và chúng ta sẽ có được một cái lồng màu trắng. Và từ cái lồng màu trắng này, mình sẽ mua cây búa thò các bạn ơi. Majornia. Công thức của nó thì cũng rẻ thôi. Cần một ít sắt nè. Thêm một cái lồng mới mua. Linh hồn màu trắng thì trong rương nè. Rồi, chúng ta sẽ bấm những cái còn lại thôi. Bao gồm Verglass, linh hồn và cây que. Ta-da! Majornia đã được chế tạo thành công rồi. Let's go! Còn mở được thành tựu gì nữa. Wow. Cho mình kinh nghiệm các thứ đâu nè. Và để xem búa thò sẽ trông như thế nào đây. Oh my gosh. Wow. Đẹp dã man các bạn ơi. Ôi hình như trời đang mưa đúng không? À không, trời không có mưa. Tiếc vậy. Có mưa không? Ôi có mưa mà. Thời tới. Và với búa thò này thì mình sẽ đọc thông tin thử ha. Wow. Khi mà mình khom khom người á, mình đập xuống một cái. Đập gì? Ui. Trời. Thì sẽ tạo ra sấm sét xung quanh các bạn ơi. Oh my gosh. Ghê vậy. Kỹ năng này hồi cũng khá là nhanh nữa. Wow. Này nè, có zombie nè, mình sẽ test luôn. Ừ, lại gần đây đi, đúng rồi, chuẩn bị nè. Ê, úi xa. Ui, nhưng mà hên xui lắm nha. Kiểu xét đánh trúng thì thốn, còn không trúng thì cũng không thốn lắm. Đi chỗ khác. Wow, cái này nó còn có thể ném được nữa. Ê, úi chú. Khi mình ném thì mình sẽ bay tương tự giống như là cái cây thương mà lần trước mình chế tạo vậy đó. Wow, có thể kết hợp với cánh cứng luôn nha. Và nó có thể ném từ xa không? Ui, ném từ xa được luôn. Búa thò hàng riêu thiệt rồi các bạn ơi. Quá đã.
Úi giời. Yêu tinh hả? Trời vô cái bụng của nó luôn nè. Con xương chứ gì. Ôi ôi nhưng mà búa to hơi nặng. Mình phải canh cao hơn xíu. Úi giời. Let's go. Ê có chân. Trời, chọi vô nhà của ngài. Xét đánh vô nhà một phát là ra chuồng bò ở luôn đó. Nói chung thì búa thoi cũng rất là thú vị ha. Và còn rất là đẹp nữa. Rồi và khi mình cầm búa thoi kết hợp với một vũ khí khác coi thì sẽ như thế nào. Đây là hai cái vũ khí thần thoại mình khá là ấn tượng nè. Wow, một tay là rìu, một tay là thương ha. Úi trời. Combo bá cháy luôn. Được thật sự. Và khi đã sở hữu một combo bá đạo như vậy rồi thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi qua bên thế giới kết thúc nha. Để bêm nhau với cái con rồng Ender á. Ê, không phải rồng Ender sau lưng mình đâu, mà là con rồng hung hãn cơ. Con rồng lè loẹt á. Tuy nhiên thì mình phải kiểm tra coi nước mắt gas mình có nhiều không cái đã. Mình nhớ là mình có nhiều á. Nè, mình có 15 nước mắt gas. Trung bình là mình sẽ đánh rồng được mấy lần đây? Mình gần đánh rồng được 4 lần. Vậy là chắc mình phải đi farm nước mắt gas cơ. Tại vì mình còn phải đánh rồng cỡ 5 lần á. Nghe hơi nhiều nhưng mà phải cố gắng thôi. Đánh bại con rồng Ender 5 lần thì chúng ta sẽ hoàn thành được một cái nhiệm vụ siêu cấp xịn luôn á. Có búa thô thế nên là cái việc đi farm những con gas chắc cũng không quá khó đâu. Ê, từ từ. Ủa, cục kẹo, đúng rồi. Hồi nãy mình còn nhận được một cục kẹo sau khi mình hoàn thành được cái nhiệm vụ gì đó. Ê, ủa đâu mất tiêu cục kẹo mình rồi? À, ăn kẹo nó sẽ cho điểm à. Wow. Vậy thì thôi mình tăng cái điểm stamina đi. Tại vì cái này á, nó sẽ giúp mình hồi phục máu rất là nhanh khi mà mình ăn nó. Cũng rất là hữu ích ha. Rồi, giờ thì bay đi tìm gas thôi các bạn. Thường thì gas sẽ... hay xuất hiện ở vùng này luôn nè. Hôm bữa mình bay ngang mình gặp hoài. Thôi, để mình lượn vài vòng mình kiếm gas cái đã. Đây rồi, một con gas đầu tiên. Ui. Trời ơi, gõ hộp. Ui. Tại cái chùy mình có dòng nhạc á. Đó, mình sẽ đánh nó. Để coi. Rớt được mấy cái nước mắt. Ủa? Ơ kìa. Trời ơi, không có cái nước mắt nào luôn à. Sukana vậy. Lại nào. Ui, ui. Ui, lần này thì có nè. Máy đây. Lần này thì có một. Mình chỉ cần farm thêm 4 cái nước mắt nữa thôi là đủ rồi. Sẽ sớm thôi. Khoan. Mình mới thấy cái con nổ. Kìa, nó kìa. Hôm qua mình đã bị nó chơi một vố rồi. Thành thử ra là mình sẽ chọi nó. Mày hả bự? Vậy mới vừa cái nết của mình. Gặp nó cái tự nhiên cay cú ghê luôn á. Hôm qua nổ pha lãng xẹt. Đây rồi. Ý, chuẩn bị. Gõ vô nó. Gõ hụt. Đây rồi. Ê, có nước mắt ơi. Yêu. Phản đòn đẹp vậy mà không có rơi nước mắt à. Trời ơi. Đằng kia còn có một cái tòa tháp. Ủa? Lạ vậy? Ồ. Đây là tòa tháp của mấy cái thanh niên Bitlin. Ôi xùi. Này thì Bitlin không dữ hả? Gặp mình là tắt điện liền. Ui, trời. Ui, hình như đây là đại ca bọn chúng nè. À, đại ca, nghe nhìn ghê phết nhỉ. Nhìn ghê phết nhỉ, cái bụng bự. Tội vô cái bụng bự này. Úi xà, gõ nè. Dọng xuống đất một cái nữa. Ây. đi còn lọt xuống nhung nham nữa. Trời, cái thanh niên này bá đạo nha. Wow, lọt xuống nhung nham vậy mà không sao hết. Chắc tại lớp da của thanh niên này quá là dày đó các bạn. Nhưng mà gặp cái búa thò của mình là tắt điện liền. Ôi trời ơi, nhốt phốc lên à. Thôi nghiệp vậy. Rồi. Ê, cái gì đây? Trời ơi, người ta thả ra mà còn phúc người ta nữa. Đúng là hút lên mà. Bên này có hút lên nào bị nhốt không? Hình như hết rồi. Ok, giải cứu được một hút lên ha. Rồi, ok. Vậy là... đủ lắm rồi. Hoàn thành nhiệm vụ săn gát rồi. Giờ thì chắc bay về nhà và chuẩn bị chế tạo thành những cái pha lê en và thực hiện nghi thức hồi sinh lại rồng Ender thôi các bạn. Công thức làm ra cái pha lê en á thì cũng không có gì thay đổi. Ở dưới thì mình sẽ có thủy tinh nè, cho nước mắt vô, rồi cho thêm mắt của Ender nữa. Đó, vậy là chúng ta đã có pha lê en.
thêm một chút thủy tinh nữa để làm thêm chập 2. Rồi, ok. Vậy là bây giờ mình đã đủ số lượng pha lê để có thể thực hiện cái nghi thức triệu hồi rồng Ender 5 lần luôn rồi. Mấy bữa nay thì cũng hơi tội nghiệp mấy em này không có được đi khám phá cùng mình, nhưng mà các bạn cũng biết rồi đấy, mình toàn là đi đánh nhau không mà, rất là nguy hiểm luôn. Nên là thôi, à để mấy em này ở đây còn hơn, dẫn theo và lỡ mấy em ngẫm á, thì lúc đó mình sẽ không có cách nào hồi sinh lại mấy em đâu. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ thẳng tiến tới khu vực Stronghold và qua bên The End thôi ha. Không biết là con rồng mình triệu hồi á, nó có lè lẹt giống như là con rồng lần trước hay không nữa. Nhưng mà như nào thì nó cũng sẽ lên thớt trước mình thôi. Rồi, hơi khác so với bình thường á, là lần này mình sẽ triệu hồi ở bên trong cái ngôi đền giống như vậy. Nó vẫn còn... Ây! Kiệt cái tình luôn á. Thiết kế gì mà kỳ cục vậy không biết. Gặp mấy cái người hậu đậu giống như mình á thì xác định luôn. Cái này triệu hồi 5 lần, chắc qua bên đây tầm 20 lần đó các bạn à. Rồi, không sao. Chịu khó cẩn thận xíu. Đứng phía trên, còm xuống rồi đặt ha. Như vậy là chắc cú luôn. Cái thứ ba nè. Và đây là cái cuối cùng. Ok. Nghi thức triệu hồi rồng đã xong. Việc còn lại là đợi rồng xuất hiện thôi. Ui dồi, ui dồi. Ồ, nó đang kiểu như là tạo ra những cái pha lê ẹn lại. Ê, bây giờ mình bay lên mình đập luôn có được không ta? Tranh thủ các bạn. Được không? Ồ, mình đập được rồi. Ê, lần này thì con rồng nó vẫn giống như là con lần trước á. Cũng là một con rồng Ender lè lẹt. Ok. Ui dồi, trời ơi, nó nổ thốn vậy. Cái này chắc phải vừa phá vừa né thôi. Bây giờ mình biết bay á, thế nên là việc phá nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Còn cái chỗ này thì phải đáp xuống rồi. Sau đó thì mình sẽ đứng ở phía trên và phóng xuống. Đấy, tiếp tục nào. Hai cái này. Rồi còn cái nào nữa? Ồ, còn cái này nữa thôi. Ui, ui, cẩn thận, cẩn thận. Mình đang rơi vô ngưỡng máu tử á. Mình mà phá gần quá là nó nổ mình luôn ấy. Không đùa đâu. Nên là phải cẩn thận. Rồi, rồi, rồi. Tới củ kiệu cái con rồng này rồi. Búp kháng cự lên trước để lấy lợi thế các bạn. Áp sát vào dùng lưỡi hái chặt thôi. Mình đuổi theo rồng, mình quất nó luôn nè. Wow, mình chiến thiệt. Úi xời, nó cũng đang chống cự lại mình. Nhưng mà muộn rồi, con rồng kia. Đứng lại, đứng lại. Chặt vô mông nó các bạn. Đợi nó đáp lâu lắm. Dí theo luôn. Giờ mạnh mà. Đi, đứng lại. Ui, nó đáp, nó đáp. Thôi chặt, 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 chặt. Lẹ, 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 lẹ. Góc này không có đánh vô đầu nó được. Nhưng mà thôi, không sao. Đánh vô người cũng ok. Tiếp theo là mình có thể dùng búa thoi để chọi nó. Ui. Úi xôi. Chọi chúng lắm kìa. Lấy búa thoi nện nó. Đứng lại. Này thì á. Giỡn mặt hả? Ui, ui, ui. Khó chọi chúng nó trên không quá. Nhưng không sao. Hụt thì chọi lại. Đây nè. Ê. Ô no 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 no. Ui sao tự nhiên nó mạnh ngang vậy? Yêu. Sợ nha. Không được đi, không được đi. Giờ mà bị nó hạ là nhục lắm á. Úi sao, úi sao. Né cái nhẹ. Nghiêm túc nè, nghiêm túc nè. Thôi không giỡn nữa. Nãy giờ giỡn đủ rồi. Mình sẽ tập trung chuyên môn. Tập trung để ném búa thoi cho chuẩn coi. Ui nhưng mà có khi nào mình ném xuống cái đờ voi không trời? Đợi nha. Ừ tự nhiên cái mình ráng ngang. Ui ui nó cạp mình. Con này láo. Dám, dám cạp mình nữa. Một nhát nữa thôi các bạn ơi. Nhát bố lên. Ê. Ui trời nó né. Né hộ. Yahoo. Thành công rồi. Mình đã đánh bại được Romander thêm một lần rồi ha. Để mình ăn uống no say cái đã. Sau đó máu mình hồi phục xong đúng không, mình sẽ tiếp tục triệu hồi rồng thêm 4 lần nữa để chúng ta tiếp tục bán hành cho con rồng thế nào. Ủa cái gì? Ủa mày rồi. Trời ơi con rồng này được cường hóa rồi. Ui sao xui vậy. Trời ơi 1300 máu. Bình thường đánh nó đã lâu rồi, giờ nó còn được cường hóa nữa. Đánh chắc tới mùa quýt năm sau luôn quá. Nhưng mà mặc kệ nó 1300 máu, gặp mình là nó cũng sẽ tắt điện thôi. Trâu thì đánh lâu cũng ngẫm thôi mà. Ui mà con này nó trâu thiệt.
Trời ơi, cái thương mình chọt mà không suy nhan nó luôn á. Thử với cận chiến coi. Ui các bạn coi nè. Ui con này nó bất tử rồi. Lưỡi hái mình mạnh như vậy mà đánh nó, nó vẫn hồi máu kịp. Oh my gosh, con rồng này ác vậy ta. Nè các bạn coi nè. Ôi ơi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Yeah. Đặt vô đầu nó. Đúng rồi, đánh vào phần đầu của con rồng. Mình đã có được cỡ 1 phần 10 cái máu nó. Chiến này khó nhằn thiệt rồi các bạn. Ui ui, gì vậy? Không chỉ trâu đâu mà con này đánh còn rất là thốn nữa. Mém nữa là mình đi bán muối thôi. Ok, đã thương cho phần đầu nó lẽ. Ngon. Mình sẽ hồi máu xong rồi thử dùng tuyệt chiêu ngồi lên đầu lên cổ coi có được hay không ha. Yêu, có vẻ là không được rồi các bạn ơi. Con này nó bay nhanh quá. Rồi rồi, nó chuẩn bị đáp tiếp nè. Rồi mình tới thôi, mình tới. Rồi, đứng ngay đây mà nã vô đầu nó. Yeah. Ui ui, nó hất mình. Cấu rỉa thề bằng những cái nhát chém thôi nè. Ui, nó đáp tiếp, nó đáp tiếp. Đây rồi, đây rồi. Lần này mình sẽ lấy búa thò với cả thương. Tại vì hai cái này đánh rất là nhanh. Ui ui, nó hất mình đi rồi. Ghét ghê luôn á. Mình sẽ triệu hồi đệ sẵn. Một đệ, hai đệ. Ui, nó hất đệ mình. Ôi không, vậy là cái này mình phải tự xử rồi. Rồi 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 rồi, chuẩn bị thôi. Let's go. Đấy lẹ, đấy lẹ. Ui, hai vũ khí này đánh siêu nhanh luôn mà không vô máu nó được. Lấy lưỡi hái có vẻ là mạnh nhất rồi đó các bạn ạ. Ok. Woohoo. Let's go. Mình sắp hạ được cái con rồng Ender 1000 mấy máu này rồi. Cố lên, cố lên. Ui, nó bay rồi. Ui, nó đáp, nó đáp. Xác định nó rồi, lần này chắc mình sẽ hạ được nó thôi các bạn. Ngụm đi cái con rồng kia. Nhắm vô đầu nó. Đây rồi. Hi. Yeah. Trời, nó lì thiệt luôn á. Đánh con này lay quay mười mấy phút. Ok, nhưng mà không sao. Giờ thì mình cũng hạ được nó rồi. Tiếp tục nghỉ ngơi thôi. Để mình còn dưỡng thương lại nữa. Cứ đánh hoài là chịu không có nổi đâu. Và đây đã là lần cuối cùng để triệu hồi rồng Ender rồi. Dragon Slayer. Yes. Mình đã trở thành sát long nhân thiệt rồi các bạn à. Ủa, con đó sai sai nhỉ. Quên. Ủa, tính ra mục tiêu mình là trở thành thánh hiệp sĩ mà ta. Nhưng mà thôi kệ. Trở thành Dragon Slayer cũng được ha. Và với cái thành tựu thợ săn rồng như vậy thì mình sẽ nhận được nguyên một bộ giáp thợ săn rồng luôn các bạn ơi. Đây là một set giáp mà mình phải làm nhiệm vụ mới sở hữu được á. Và tất nhiên rồi, nó cũng xịn không kém đâu á nha. Với cái áo thì nó sẽ cộng cho mình 9 giáp, 2 đồ bền và 5 kháng đẩy lùi. À, ăn tiền ở chỗ kháng đẩy lùi nè, nó rất là tốt luôn á. Đã vậy còn có hiệu ứng khi mà mình mặc full set này nữa. Để bây giờ mình sẽ mặc thử ha. Full set thợ săn rồng sẽ trông như thế nào đây? Ủa cái nón kìa. Ê, trời, thợ săn rồng bị Enderman giết. Ồ, full set đây rồi. Chưa, để coi, mình sẽ được cái gì đây? À, full set thì... Ủa, là tăng dữ chưa? Ok. Là hiệu ứng dữ chưa? Có gì đó sai sai nhờ. Hiệu ứng Dragon Slayer này... Sao mình không thấy ta? Ở đây rõ ràng là nó ghi là set này sẽ có Dragon Slayer mà. Lừa đúng không? Bịp rồi. Chơi mà chơi bịp. Về ngoại hình thì mình thấy nó cũng được thôi à. Nó không quá là ngầu á. Tưởng đâu là nó cho mình hiệu ứng, ai dè nó bịp mình rồi. Thôi kệ. Có còn đỡ hơn không các bạn. Rồi, mục đích thứ hai của mình trong ngày hôm nay cũng đã hoàn thành á. Nói chung thì vừa có vũ khí xịn nè, mà cũng phải vừa có giáp xịn nha, thì mới chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng được. Và các bạn nghĩ rằng với sức mạnh hiện tại cũng như là cái khả năng phòng thủ hiện tại, mình có thể đương đầu với cái con chùm cuối hay không? Câu trả lời sẽ sớm có thôi, nên các bạn hãy tin mình nhé. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày cosplay thợ săn rồng cũng như là thằng sấm á. Úi giời ơi, cây búa thò coi kìa. Chọi được á nha, nhưng mà chọi trong nhà thì nó hơi nguy hiểm một xíu á, nên là mình không có chọi đâu. Có thể là trong tương lai mình sẽ enchant cho cây búa thò này trở nên tốt hơn nữa.
để nó có thể trở thành một trong những vũ khí đắc lực của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất để chinh phục cái chùm cuối nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.